Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning này quý bạn nhé. Kia Morning, chiếc xe Kia Morning này ở cái phiên bản Kia Morning S. Phiên bản S là cái phiên bản cao cấp nhất của chiếc xe Kia Morning các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu đăng ký từ năm 2019 các bạn nhé. Chiếc xe này đã được lên form 2019 rồi các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh đúng 4.3 km, chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn 4.3 km các bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này là chúng tôi mua của một bạn nữ công chức viên đi làm, cho nên là bạn ấy chạy rất là ít và rất là đẹp, chúng tôi không phải dọn dẹp gì đâu. Chiếc xe này mua về như nào là tôi quay tôi bán như thế vậy luôn các bạn ạ, không phải dọn dẹp gì cả. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều và một số vài điểm nó xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi quý bạn nhé, cho nên là tôi để nguyên, tí nữa tôi sẽ chỉ cho quý vị các bạn những chỗ nào mà nó còn nguyên như thế nào các bạn nhé. Và nội thất bên trong rất là mới, rất là đẹp, nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 359 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi là quý vị và các bạn có thể nhận chiếc xe này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning S 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning S 2019 tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần thân vỏ nước sơn bên ngoài của chiếc xe Kia Morning S 2019 này quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về được, cho nên là chúng tôi cũng không phải sơn xi dọn dẹp gì nhiều đâu quý bạn ạ. Đấy, vì chiếc xe này rất là đẹp, rất là mới, chạy đúng 4.3 km chuẩn quý bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy, về cái phần thân vỏ bên ngoài, nước sơn nguyên bản bên ngoài của chiếc xe này còn rất là nhiều đây. Và tuy bên ngoài thì chỉ có xước sát rất là nhỏ nhẹ quý bạn này, xước sát rất là nhỏ nhẹ, chúng tôi về chúng tôi để yên quý bạn nhá. Những vết này thì có thể đánh bóng cũng hết, nhưng mà chúng tôi để yên đây quý bạn này. Đấy, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem. Đấy, những cái phần nước sơn, nước sơn thì xước sát cũng rất là nhỏ thôi quý bạn ạ. Đấy, ở cái phần ba đờ sốc trước và ba đờ sốc sau đều có những cái vết xước, nhưng vết xước rất là nhỏ như này các bạn nhé, không đáng kể. Nếu như đánh bóng nó cũng đỡ đi được rất là nhiều đấy ạ, nhưng chúng tôi cũng không đánh bóng đâu, để nguyên cho nó còn nguyên bản của xe các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Về nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, phần đầu của chiếc xe, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon đông, đèn led ban ngày các bạn nhé, đầy đủ ở cái phiên bản S, tức là cái phiên bản cao nhất đấy ạ. Phiên bản S là phiên bản cao nhất, đầy đủ option nhất, cho nên là xe cũng đã được rất là nhiều option rồi. Đèn pha bi xenon và cái cụm đèn pha này rất là mới các bạn nhé, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này, rất mới này. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm, đèn gầm thì được trang bị là đèn bi nhé các bạn nhé, đèn bi, đèn gầm cũng đã được trang bị đèn bi này. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy được đấy ạ, chiếc xe rất là mới luôn ạ, mới toàn bộ từ những cái mặt ca lăng này, đấy, những cái phần chữ logo đều rất là mới này. Đấy, và lưới tản nhiệt cũng rất là mới. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này là chủ xe ở chung cư. Đấy, ở chung cư, và chiếc xe lúc nào cũng được để trong tầng hầm các bạn nhé, cho nên là xe lúc nào cũng sạch, đẹp và rất là mới. Những cái phần chrome này, những phần logo này chưa có bị gì đâu, chưa có bị gì gì các bạn nhé, rất là đẹp này. Và
dàn lốp nguyên bản theo xe còn nguyên, lớp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Đấy, dàn lốp chiếc xe được sản xuất là cuối năm 2018 nhé. Cái lốp này là cũng sản xuất tuần thứ 39 năm 2018 này này. Đấy, và còn rất dày như này. Chỉ có 4.3 km thôi. Cái đồng hồ 4.3 là chúng tôi cam kết là chuẩn nhá. Là răng đúc mặt phay. Đấy, rất là đẹp, chưa có bị xước sát gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, đây. Đây là cái lốp sau này, lốp sau cũng còn rất là dày luôn. Rất là dày, rất là đẹp và còn nguyên bản nhé, cả dàn lốp là nguyên bản này, tuần thứ 38 năm 2018 đấy ạ. Lốp sản xuất cuối năm 2018 này. Lốp nguyên bản theo xe quý bạn nhé. Đấy, và gương chiếu hậu là gương gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương rồi quý vị các bạn nhé. Và tay nắm này, toàn bộ tay nắm này, nẹp chân kính này đều là chrome và rất là sáng quý bạn ạ. Đấy, rất là sáng, chưa có bị rỉ sét gì cả này. Đấy, đều rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao này. Đấy, và cái cụm đèn hậu là cụm đèn led quý bạn nhé. Cụm đèn hậu cũng đã được trang bị là đèn led này và chưa có bị xước sát gì cả. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy là cái cụm đèn hậu, chưa có một cái vết xước nào ở trên cụm đèn quý bạn nhé. Phiên bản Kia Morning, phiên bản S quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái model 2019 này thì nó khác biệt hẳn so với cái phiên bản trước đó. Đó là bô đôi, và bô đôi được thiết kế ở chính giữa ba đợt sốc sau quý bạn nhé. Khác với model 2018 đấy ạ. Đây là model này, là model 2019 rồi. Cụm đèn lùi này cũng còn rất là mới này, chưa có bị xước sát gì quý bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị sẵn, Kia cũng đã trang bị sẵn cho chiếc xe này là màn hình camera lùi đầu DVD, camera lùi các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Kia Morning 2019 phiên bản S 1.25 này các bạn nhé. Đấy, là nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ 5,14 lít thôi, chạy trong đô thị thì 7,3 lít, nhưng nếu tính kết hợp trung bình tức là 5,94 lít, khoảng 6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Ở một chiếc xe Kia Morning S 2019 này quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Màu đỏ này là gọi là màu đỏ đun nhé quý bạn nhé. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp và rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ ở cái keo chỉ của cánh cửa phía trước bên lái này còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này. Rất là đẹp luôn. Táp bi cánh cửa này cũng rất là mới quý bạn nhé. Táp bi cánh cửa này. Đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu, có gương chiếu hậu gập điện quý bạn nhé. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Táp bi rất là mới này. Đấy, và bước vào bên trong phần nội thất thì quý bạn thấy đây ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2018, nó được lên model 2019 rồi. Và chủ xe mua là năm 2019 quý bạn nhé. Chủ xe đăng ký mua lần đầu là năm 2019 luôn. Và một chủ từ đầu đi các bạn nhé. 2018, đây là tem của nhà sản xuất này. Và nhìn vào cái phần bậc cửa này thì quý bạn thấy được là chủ xe cũng đã rất là cẩn thận, đã ốp inox bậc cửa rồi các bạn nhé. Ốp chống trước cho nên là nhìn chiếc xe này rất là mới này. Bộ thảm lót chân cũng là một cái bộ thảm lót chân cao su rất là xịn mà chủ xe mua ngay từ đầu nhé. Còn cái bộ thảm nguyên bản của xe thì chủ xe vẫn để cái cốp sau đấy ạ. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem là cái bộ thảm nguyên bản của xe còn rất là mới đấy ạ. Và khác với model 2018 thì ở cái model 2019 này thì Kia cũng đã lột xác hoàn toàn cho chiếc xe Morning này nhá. Là cái nội thất da cao cấp và là cái nội thất hai màu quý bạn nhé. Đấy, màu vàng be và cái màu nâu, hai màu kết hợp tạo cho một chiếc xe Kia Morning rất là đẹp, rất là sang quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh 4.3 thôi cho nên là vô lăng, cần số đều rất là đẹp, rất là mới quý bạn nhé. Lát nữa thì tôi cho quý vị và các bạn xem chi tiết hơn. Đấy, và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ này. Đấy,
keo chỉ còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, và tắp bi cánh cửa này, tắp bi cánh cửa cũng rất là mới này. Nội thất ghế da đằng sau lại càng mới, vì chiếc xe này là của một bạn nữ, bạn nữ công chức đi làm, cho nên là bạn không hay chở, không hay chở người, cho nên là đằng sau này thì rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, và một số chỗ đằng sau này là còn chưa bóc ni lông quý bạn này. Đấy, đằng sau này còn chưa bóc hết ni lông cơ. Đấy, hôm vừa rồi là anh em dọn xe, anh em nó bóc bớt đi đấy, chứ còn là nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông quý bạn nhé. Đấy, và tất cả từ những cái phần trần cho đến phần ghế da đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần đồng hồ của chiếc xe quý bạn nhé. Tôi cứ nổ máy chiếc xe này lên cho quý vị và các bạn cùng xem đã. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi. Và đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị và các bạn, đồng hồ công tơ mét này là 4.3 vạn chuẩn quý bạn nhé. Chúng tôi mua là chúng tôi không tua cái đồng hồ đâu, cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là chuẩn. Đấy, vì chiếc xe này còn bảo hành bảo dưỡng tại hãng cho nên là chúng tôi không không tua đồng hồ đâu. Tôi đang cho nhỏ cái cho nhỏ âm lượng đi để cho quý vị và các bạn, giới thiệu cho quý vị và các bạn nghe rõ hơn nhé. Đấy, với 4.3 vạn thì quý bạn xem này, vô lăng này. Đấy, vô lăng thì đã được tích hợp các phím điều khiển rồi. Đấy, vô lăng rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Chiếc xe này đã chạy ít là một chuyện, nhưng chủ xe lại bọc vô lăng, cho nên là cái vô lăng rất là mới này. Cần số thì không bọc, nhưng cần số cũng rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, cần số mới tinh luôn. 4.3 vạn chuẩn quý bạn nhé. Điều hòa tự động quý bạn ạ. Đấy, điều hòa là có điều hòa auto rồi. Đầu DVD đây, đầu DVD, màn hình, camera lùi tích hợp rồi quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp camera hành trình này. Đấy, toàn bộ từ những cái phần tắp bi cánh cửa này cho đến những cái phần tắp lô đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau này nhé. Đấy, về cái cốp sau thì quý bạn thấy đấy ạ, từ những cái ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này, tất cả những cái phần gioăng cao su đều rất là mới quý bạn nhé. Đấy, ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, chúng tôi cam kết là không có bị va chạm gì từ những cái phần cốp sau này quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết này, và còn rất là đẹp đây quý bạn ạ. Đấy, cái cốp sau này thì quý bạn thấy đây ạ, đây là cái phần thảm nguyên bản của xe từ lúc chủ xe mới mua mà chủ xe đã không dùng nhá. Chủ xe mua một cái bộ thảm khác cho nên là cái thảm nguyên bản theo xe này còn rất là mới đây quý bạn này. Đấy, và chủ xe còn đã mua thêm một cái lót cốt bằng cao su đây. Đấy, lót cốt bằng cao su cho nên là cái nỉ của cái xe này, cái nỉ nguyên bản của xe đây, nỉ cũng rất là mới quý bạn nhá. Đấy, và lốp xe cua còn mới tinh luôn, chưa hạ quý bạn này. Đấy, lốp xe cua còn mới tinh, đồ nghề cũng còn mới tinh luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này 2019 gần như mới luôn. Những chiếc xe mà chạy ít còn giữ gìn mới như thế này thì cũng không có nhiều đâu quý bạn nhé. Đấy, so với những chiếc xe cùng đời thì có thể là đây là chiếc xe rất là đẹp đấy ạ. Đấy, chưa bóc ni lông này, một số chỗ chưa bóc ni lông quý bạn nhé. Tất cả những cái ốc ở trong cái phần sau này cũng còn nguyên bản hết ạ, toàn bộ chưa có một cái vết tháo nào quý bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ còn nguyên bản quý bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản luôn này. Đó. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Táp bi rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, những cái phần đằng sau, nội thất phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất đằng sau này thì ít người ngồi cho nên là mới luôn ạ. Từ những cái phần nỉ trần cho đến những cái phần ghế da đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên này, tắp bi cánh cửa này rất là mới, rất là đẹp. Từ những cái bậc cửa này, nhìn vào cái bậc cửa này thì quý vị bạn cũng đã biết được là chủ
chủ xe rất là cẩn thận, rất là giữ gìn, cho nên là nó mới lắm các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi không có phải dọn dẹp gì đâu, để nguyên như vậy đấy ạ. Đấy, không có dọn dẹp gì cả nhé. Tất cả từ những cái phần táp lô, táp bi, vô lăng, cần số, đấy, tay phanh đều rất là mới các bạn nhé. Đấy, những cái ghế bên phụ này cũng không có người ngồi mấy, cho nên ghế nó mới mới như này đây này. Chưa có dọn dẹp gì đâu, chúng tôi chưa dọn dẹp gì mà nó đã đẹp, đã mới như này rồi. Đấy, ốc bản lề, cánh cửa còn nguyên luôn. Và đây là cái chìa khóa sơ cua cũng như là giấy tờ của xe tôi để đây nhé. Chìa khóa sơ cua đây, cái chìa này đang dùng mà đã được bọc này. Chìa này đang bọc nhé, cho nên là nếu bỏ cái lớp bọc này ra này, mới tinh luôn quý bạn này, chìa này mới tinh luôn nhá. Cái chìa đang dùng mới tinh, còn cái chìa sơ cua, chìa này cũng chưa dùng luôn quý bạn này, chìa này cũng mới tinh chưa dùng này. Đăng ký đăng kiểm này. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì quý bạn xem đây ạ. Chiếc xe đăng ký là tháng 1, cuối tháng 1, 24 tháng 1 năm 2019 đây quý bạn nhé. Một chủ từ đầu. Đấy, của một bạn nữ đi quý bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn quý các bạn ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning phiên bản S 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.25 lít quý bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Đấy, và cái động cơ này tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chúng tôi mua về là chúng tôi để nguyên nhé, không có dọn dẹp gì đâu, tất cả là để nguyên từ cái nội thất cho đến cái phần động cơ, không có dọn dẹp gì mà nó đẹp như này đây các bạn ạ. Đấy, chủ xe đi ít mà lại giữ gìn, lúc nào cũng giữ gìn, cho nên là cái động cơ này nó mới đẹp như này các bạn nhé. Nếu như chiếc xe này mà chúng tôi đem đi dọn dẹp đi thì không khác thì một chiếc xe mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, động cơ còn đẹp như này đấy ạ, động cơ rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái phần ốc của nắp cabo quý bạn nhé. Ốc cabo này còn nguyên bản này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không có bị tai nạn, không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì đâu ạ. Đấy, tem logo của cabo này, cabo còn mới tinh luôn quý bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Tất cả những cái phần khoang đầu này là còn nguyên bản hết này, chưa có một cái vết tháo ra đâu quý bạn này. Đấy, kể cả những cái nở nhựa này cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Phải nói là ít xe cùng đời mà còn được đẹp, còn nguyên bản như chiếc xe này quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Morning phiên bản S 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đấy, chiếc xe này là chủ xe mua từ 2019 các bạn nhé, tháng 1 năm 2019, ngày 24 tháng 1 năm 2019 đấy quý bạn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 359 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc Kia Morning phiên bản S 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.